chào tất cả các bạn. Mình là Thiên Hùng, đại diện cho nhãn hàng Xuân Giác. Ngày hôm nay, chuyến xe cơ hội đối đời có mặt tại Quảng Bình với vai trò người dẫn đường. Tôi xin mời mọi người đi cùng với tôi đến thăm một hoàn cảnh mà tôi cảm thấy vô cùng thương xót. Mọi người hãy đi cùng với tôi nhé. Dạ, chị em xin tự giới thiệu, em là Thiên Hùng đến từ nhãn hàng Xuân Giác. Dạ, chị hiện tại là có bao nhiêu người chị? Dạ, 5 người. Chị bình thường là làm công việc gì chị? Dạ, làm mua vậy là chủ yếu là đi làm thuế. Chồng chị là làm gì? Trong cắm điện tân tất cả năm chủ tuyên dương đó, trả phải nám đi rồi. Dạ, tôi là có 5 người, gồm chồng tôi và bà con trai. Tôi chủ yếu là đi bắt ốc, thế đi làm cỏ nhà hồ, thế hồ thuế gì thì đi làm đổ. Ngày hỏi trám có khi ngày thì trám có khi thì không được trám mua hết cờ bập bánh. Dạ, hiện tại con sống cùng với ba và mẹ. Hai anh là một anh ở Đà Lạt, còn một anh ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày xưa là có một kỳ lè là đập vào đầu bá là khiến bá là bị tổn thương, là khiến cho bá là không đi lại được. Bạn bè cũng hay trêu chọc con, nói là thằng nhân nghèo, thằng bà bị cấm điện, con cũng hơi buồn. Và thứ hai là con cháu tiếp với bà bằng ngôn ngữ kỳ hiệu. Con ước được một lần là nghe bà nói là bà thương con. Trong tôi thì tan tật bẩm sinh từ trong lòng mẹ, thì mà thận được có 48.000 nữa. Giờ tôi là năm nay là nợ 15 triệu của ngân hàng, hơn 10 năm rồi. Người ta thì trong thì làm phụ thêm về vợ cho đấy, một thân một mình làm gặn gông để nuôi con. Thì không biết thoán thử ở ít cỡ. Việc làm thêm của em một phần là giúp bản thân em, một phần khác là để em phụ giúp cho em của em có thể được đi học. Có một lần mẹ bị ruột thừa phải đi mổ, gặp dẫu em không cho em biết. Nhiều lúc em cũng thấy bố mẹ khổ, nhưng muốn làm gì đó cũng không thể làm được. Cho của tôi thì xảy từ năm 2000 đến nay là năm nào ngập mưa lụt. Nói chung là nước là bao quanh do thì chủ mô hùng tốt là nước do cửa thì mưa dụt thì rồi thì nước thì cứ vào tròn ngập vào trong do thì không phải chịu đựng chứ. Hồ thì do có thì chứ ngày hỏi bữa thì mình cứ chạy đến hồ thì ngồi. Ước mơ của con sau này làm nghề bác sĩ. Qua đấy là dịch Covid-19 là con thấy sự cao cả của nghề bác sĩ, và sau này con muốn được trở thành một bác sĩ có thể cũng giúp được mọi người. Mẹ cực thì chưa muốn cho con có cái nghề nghiệp để mọi sao con trưởng thành.